Kính chào các bạn, hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ giới thiệu cho các bạn về nội dung của khóa học thực hành kế toán gia công. Hiện nay, ngành công nghiệp ngày càng phát triển, do đó lĩnh vực gia công cũng càng mở rộng ở các tỉnh, ví dụ như là các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là các tỉnh mà có các công ty về lĩnh vực gia công rất là nhiều, từ đó theo nhu cầu của học viên mà Kế toán Việt Hưng cũng đã xây dựng nên một cái khóa học kế toán gia công để giúp cho các bạn nào mà chưa biết về lĩnh vực kế toán này cũng như chưa làm lên báo cáo tài chính đối với loại hình công ty gia công thì các bạn sẽ tham gia khóa học và giáo viên bên trung tâm sẽ hướng dẫn. Có rất nhiều bạn thường hay lầm tưởng giữa kế toán gia công và kế toán sản xuất. Do đó tôi sẽ phân biệt cho các bạn về công ty như thế nào thì gọi là công ty gia công, là công ty nào thì sẽ là công ty về sản xuất. Tôi ví dụ đối với công ty gia công về may mặc thì khi chúng ta gia công, các vật tư chúng ta sẽ nhận từ bên thuê gia công để về công ty chúng ta gia công hoàn thiện thành một thành phẩm và trả lại cái thành phẩm đó cho công ty đã thuê chúng ta gia công. Ngoài ra, ngoài những cái nguyên vật liệu mà chúng ta nhận được từ bên thuê gia công thì chúng ta cũng có thể bỏ ra một số nguyên vật liệu phụ để tính vào chi phí gia công. Và chi phí chúng ta bỏ ra nhiều nhất chính là nhân công. Còn đối với các công ty về sản xuất, tức là công ty chúng ta tự mua nguyên vật liệu về, tự sản xuất, chế biến ra một thành phẩm, sau đó bán thành phẩm ra cho các công ty khác, thì đó là thuộc lĩnh vực sản xuất. Như vậy, lĩnh vực gia công và lĩnh vực sản xuất đó là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Do đó, phương pháp tính giá thành cũng như là phương pháp tính giá xuất kho sẽ là khác nhau. Như vậy, các bạn khi vào làm một công ty có mô hình giống dạng sản xuất thì chúng ta cần phải xác định rõ đó là công ty sản xuất hay là công ty gia công để chúng ta lựa chọn phương pháp tính giá thành cho phù hợp. Như tôi đã trao đổi thì công ty về kế toán gia công chủ yếu là lương nhân công. Do đó, cách lập hồ sơ lương cũng như hợp đồng lao động như thế nào thì các bạn học trong khóa học sẽ được giáo viên hướng dẫn và cung cấp các mẫu biểu để chúng ta làm chuẩn bị hồ sơ được tốt hơn khi cơ quan thuế vào quyết toán. Ngoài ra còn có các chi phí liên quan, ví dụ như là chi phí công cụ dụng cụ, tài sản cố định và các chi phí khác phục vụ cho quá trình gia công thì chúng ta sẽ cần phải phân bổ và tổng hợp chi phí như thế nào sao cho phù hợp thì giáo viên sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm. Ngoài ra, đối với các công ty gia công, thường là các công ty sẽ nhận vật tư từ bên nước ngoài về gia công, sau đó sẽ có các tờ khai hải quan về nhập khẩu và xuất khẩu. Các bạn cũng sẽ được giáo viên truyền đạt cho chúng ta về cách lập tờ khai hải quan sao cho phù hợp và đúng. Còn nếu như mà công ty chúng ta gia công trong nước thì giáo viên cũng hướng dẫn cho các bạn về cách làm hợp đồng, thỏa thuận giữa hai bên để trong quá trình hợp tác sẽ được thuận lợi hơn. Phức tạp nhất đối với công ty gia công sẽ là cách lựa chọn phương pháp tính giá thành. Hình như có rất nhiều phương pháp tính giá thành nhưng mà chúng ta cũng không thể sử dụng được phương pháp giản đơn, cũng không sử dụng được theo phương pháp đơn hàng. Thì chúng ta sẽ phải sử dụng phương pháp nào? Thì trong quá trình giáo viên sẽ, trong quá trình tham gia khóa học, giáo viên sẽ truyền đạt cho các bạn cái phương pháp tính giá thành sao cho nó hợp lý nhất, phù hợp với loại hình doanh nghiệp của các bạn. Khi các bạn tham gia khóa học thì trung tâm sẽ hướng dẫn cho các bạn làm hạch toán theo thông tư 133 hoặc thông tư 200 phù hợp với đúng loại hình doanh nghiệp của các bạn đang làm. Do đó, trước khi tham gia khóa học thì các bạn có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên về cái hình thức hạch toán của công ty để giáo viên sẽ nắm rõ hơn. Đối với nội dung học kế toán gia công thì các bạn được học tổng hợp tất cả công việc của kế toán, từ xử lý số dư đầu kỳ đến hạch toán các vấn đề phát sinh trong kỳ, ví dụ như là kế toán mua hàng, mua nguyên vật liệu về bổ sung cho quá trình gia công, hoặc các hóa đơn mua chi phí trực tiếp, ví dụ như là công ty chúng ta gia công không hết thì chúng ta có thể đi thuê ngoài gia công, sau đó về vẫn tính vào chi phí gia công, rồi mua công cụ tài sản cố định về để phân bổ cho lĩnh vực gia công hay là phân bổ cho văn phòng. Đối với phần kho thì giáo viên sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách theo dõi nguyên vật liệu nhận giữ hộ gia công, cả về nhập và xuất, rồi hạch toán về lương,
giá thành, kê khai, báo cáo các loại thuế như là thuế giá trị gia tăng, thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu nếu có. Cuối kỳ thì sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách tập hợp chi phí, tính giá thành và lên báo cáo tài chính, cách in sổ sách cuối năm cũng như là các mẫu biểu liên quan đến quá trình hạch toán, kê khai và cung cấp cho các bạn các bảng kê đối chiếu số liệu và cung cấp cho các bạn các bảng kê đối chiếu số liệu khi cơ quan thuế vào quyết toán yêu cầu. Đối với hồ sơ học thì chúng ta có thể học trên chứng từ của trung tâm hoặc là học trên chứng từ của công ty học viên. Nếu như các bạn học trên chứng từ của công ty học viên thì chúng ta có thể chụp ảnh hoặc là scan gửi hóa đơn chứng từ qua cho trung tâm, để căn cứ vào đó giáo viên sẽ đưa ra nội dung học cho các bạn. Còn nếu như chúng ta học trên chứng từ của trung tâm về công ty gia công thì sau khi được cấp quyền truy cập vào quá trình trực tuyến thì chúng ta có thể vào khóa học kế toán gia công. Các bạn xem lần lượt các buổi học trong giáo trình, từ buổi 2 sẽ là các vấn đề xử lý về số dư đầu kỳ và buổi 3 là các vấn đề hạch toán các hóa đơn chứng từ trong kỳ. Ở bên ngoài các buổi sẽ có những cái mô tả để cho chúng ta tìm kiếm chứng từ được một cách dễ dàng, thì các bạn chỉ cần nhấn Ctrl F để tìm kiếm. Ví dụ như là tôi muốn tìm kiếm hóa đơn số 44210 thì tôi chỉ cần đánh 44210 là tôi đã biết được là hóa đơn này đang ở buổi số nào, ở buổi mấy, và tôi sẽ click vào buổi đó để xem hóa đơn chứng từ. Bên trong các buổi có rất nhiều hóa đơn chứng từ, các bạn học một buổi có thể không thể hết được và chúng ta có thể học đến 2-3 buổi. Trình Duyệt hỏi bạn có muốn mở lại trang vừa thoát không? Chúng ta nhấn vào không. Để chuyển đổi giữa các trang thì chúng ta hạch toán, thì các bạn có thể vào chỗ trình đơn và kéo thanh cuốn xuống để chúng ta click vào các hóa đơn chứng từ hạch toán lên phần mềm kế toán dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Nếu như chúng ta muốn quay lại buổi khác thì chúng ta có thể click vào gia công và chúng ta chuyển xuống các buổi khác để các bạn hạch toán. Và cuối mỗi buổi thì sẽ có một cái bài trách nhiệm để cho các bạn hiểu về những vấn đề thực tế liên quan đối với công ty gia công do các học viên đã đặt câu hỏi cũng như là kinh nghiệm quyết toán của trung tâm. Việt Hưng đã tổng hợp đưa hết lên trên cuối mỗi buổi học để cho các bạn tham khảo và làm. Sau mỗi khóa học, học viên vận dụng kiến thức đã học vào để làm thực tế. Có gì không hiểu thì các bạn có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên để được hỗ trợ. Còn về hình thức học, kế toán Việt Hưng chủ yếu là đào tạo kế toán trực tuyến. Giáo viên sẽ gọi điện nói chuyện với học viên bằng cách gọi qua Zalo, còn truy cập vào máy tính của học viên bằng phần mềm Interviewer. Tất cả các phần mềm học thì trung tâm sẽ cài đặt miễn phí cho học viên. Phần mềm thực hành kế toán thì trung tâm sẽ sử dụng phần mềm kế toán Visa. Nếu như các bạn có phần mềm rồi thì trung tâm sẽ hướng dẫn trên phần mềm của các bạn luôn. Còn nếu chưa có thì trung tâm sẽ cài đặt Visa hoặc phát hoặc các cái phần mềm kế toán mà các bạn yêu cầu. Như vậy là tôi vừa giới thiệu cho các bạn về nội dung cũng như là hình thức học đối với khóa học thực hành kế toán gia công tại Kế toán Việt Hưng. Trung tâm hy vọng được hợp tác với các bạn trong một thời gian sớm nhất và giúp các bạn giải quyết được các cái vấn đề tồn đọng mà chúng ta vẫn chưa giải quyết được. Để tham gia được khóa học thì các bạn sẽ cần click vào chữ đăng ký học và điền đầy đủ các thông tin vào. Nhân viên tư vấn của Kế toán Việt Hưng sẽ liên hệ để tư vấn cụ thể cho các bạn về từng khóa học. Chúc các bạn thành công!